Sáng 14 tháng 6, thông tin từ Bộ Công an, tình hình an ninh trật tự toàn tỉnh Đắk Lắk đã trở lại trạng thái bình thường. Các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi. Nhịp sống thường ngày trở lại như những ngày trước 11 tháng 6. Trong đêm 13 tháng 6 đã có một đối tượng tham gia vụ gây mất an ninh trật tự ra tự thú. Như vậy, tính đến thời điểm này đã có 3 đối tượng tham gia vụ việc ra tự thú để hưởng khoan hồng. Tổng số đối tượng bị bắt giữ là 46 đối tượng. Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục kêu gọi những người lầm đường lạc lối ra tự thú để được hưởng khoan hồng. Trước đó, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, sáng 11 tháng 6, một nhóm đối tượng chưa rõ danh tính dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cờ Tua, khiến 4 cán bộ chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ hy sinh, 2 cán bộ xã hy sinh. Ngày 13 tháng 6, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với QC trú tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh và HT trú tại thành phố Hà Tĩnh về hành vi cung cấp thông tin, chia sẻ thông tin bịa đặt vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk. Trước đó, vào ngày 11 và 12 tháng 6, QC và HT đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận với nội dung xuyên tạc, bịa đặt về vụ việc tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại Đắk Lắk. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi sai phạm của mình và bị phạt mỗi người 7,5 triệu đồng. Chiều 13 tháng 6, sau 2 ngày xét xử, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 15 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, còn bị cáo Nguyễn Thị Hương được tuyên miễn hình phạt. Theo Hội đồng xét xử phúc thẩm, quá trình công tác, bị cáo nhận được nhiều khen thưởng gia đình có công với cách mạng. Mặt khác, số tiền bị cáo gây thiệt hại không lớn. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, điều 356, Bộ luật hình sự, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 15 tháng tù, tính từ ngày tạm giam ngày 28 tháng 3 năm 2022, buộc khắc phục số tiền sai phạm. Ngày 13 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Quốc Hùng, sinh năm 1981, Bùi Hữu Trung, sinh năm 2000, Trương Tấn Linh, sinh năm 1984, cùng ngụ xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 11 tháng 6, Bùi Hữu Nghĩa nhậu chung với một nhóm người tại quán nhậu trên địa bàn phường 3 thành phố Cao Lãnh. Trong lúc nhậu, giữa Nghĩa và Lê Anh Tuấn, tên thường gọi là Mỹ Em, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nên Nghĩa dùng ly thủy tinh ném vào người Tuấn nhưng không trúng. Lúc này TH là em rể của Tuấn dùng ly thủy tinh đánh vào đầu Nghĩa gây thương tích. Sau đó, con ruột của Nghĩa cùng với Hùng và Linh đuổi đánh TH. Trong lúc đánh nhau, Hùng giật được dao từ tay TH và chém vào đầu TH. Nghĩa dùng dao đâm nhiều nhát vào người TH, còn Trung cầm ghế đánh vào vai TH. Linh dùng dao rửa chém vào đầu TH. Hậu quả, TH tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Đối tượng Nghĩa đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam Võ Trường Kha bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025. Trước khi bị kỷ luật, ông Võ Trường Kha là bí thư đảng ủy của Bệnh viện Thể thao Việt Nam thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Các hình thức kỷ luật được căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, ý thức, thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa khắc phục khuyết điểm vi phạm hậu quả. Bệnh viện Thể thao Việt Nam hiện đang là một trong 18 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao. Từ ngày 1 tháng 7 tới, khi Tổng cục Thể dục Thể thao thay đổi bằng mô hình Cục Thể dục Thể thao, thì Bệnh viện Thể thao Việt Nam vẫn là đơn vị sự nghiệp của Cục Thể dục Thể thao. Theo các chuyên gia khí tượng, miền Trung đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt mới, dự báo kéo dài đến hết tháng 6. Trong tháng 7 và tháng 8, vẫn còn những đợt nắng nóng khác. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, hôm qua 13 tháng 6, khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định có nắng nóng, nhiệt độ tại Tây Hiếu, Nghệ An là 37,4 độ C, Hương Khê, Hà Tĩnh 37,3 độ C, Nam Đông, Thừa Thiên Huế 38 độ C, Tam Kỳ, Quảng Nam 37,2 độ C, Ba Tơ, Quảng Ngãi 37,2 độ C, Hoài Nhơn, Bình Định 38,2 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Một số chuyên gia khí tượng nhận định đợt nắng nóng ở miền Trung sẽ kéo dài liên tục đến hết tháng 6. Tại Hà Nội và miền Bắc, trạng thái mát trời chỉ kéo dài đến thứ 6 tuần này, sau đó sẽ bước vào đợt nắng nóng mới.